还有哪个？大的你拽一下。我看昨天我看还有，这边。嗯，对了对了，就是他。那天我找在下面，就是那边下面里面的，它长，叶子都挡住它了。你找找，上次我找了有几格，不知道现在还有吗？那不是我摘呢。没有没有，可以种几个。OK 呀，苦瓜，tìm苦瓜，苦chết。没有了。那没有山了，是不是有？你看看，够不够？够了，在家里面还有。我害怕再胖了，它就老了。một bọc rau khoai ba chồng em hái nè, mà hái toàn lá, hái ngọn, đem cho lửa thôi. Ở trong nhà còn mấy trái, hôm qua mẹ chồng em hái nè, trái này bự quá trời luôn.Cái này mà làm khổ qua nhiều thịt là được này ha, nó bự. Hay là hấp trứng ta, suy nghĩ ta, nhặt lại rau lan xào tỏi. Bà chồng em hái cần hái lá, nó hơi già nha. Á, cũng không già nha, cũng được, cũng non nè cái này.Rau khoai này là hôm nay ba chồng em ra ruộng từ sớm á, đi làm cỏ ngoài ruộng xong rồi ba hái một ít ở ngoài ruộng khoai lang về nè. Kiểu tại khoai lang nhà em trồng nó không phải là dạng để ăn ngọn cho nên là nó ngọn nó không có được dài á. Nhìn hái toàn lá vậy chứ nhưng mà nó cũng non, nên là em cũng lựa lại một chút lấy cái phần ngọn nhiều hơn. Lâu lắm rồi á, không thấy được lại ngọn khoai lang á trời á, thèm quá chừng luôn. Lựa hai trái bự nhất á thì để nhồi thịt hầm canh.Còn mấy trái nhỏ hơn thì em cắt ra như vậy để em hấp trứng nè. Tính là hấp trứng chấm nước mắm á, ăn thấy ngon nha cả nhà. Ăn nó không có bị ngán luôn ý. Lần trước thấy ba mẹ chồng em ăn thấy thích nên là bữa nay em lại làm thêm nè. Mùa hè có nhiều khổ qua nên là chắc em sẽ học thêm vài món về khổ qua nữa. Cả nhà có ai biết cách chế biến khổ qua như thế nào cho ngon nữa không? Chỉ em với nghe.Bữa nay có thêm xương, có mấy miếng xương trong tủ còn sót lại nên là thả vô đun canh luôn. Còn giữ ít thịt em thả vô luôn cho nó thơm nước canh.Cơm hôm nay đã sẵn sàng, lấy mâm thôi. Có rau lan xào tỏi nè, trứng hấp khổ qua nè, trứng chiên với lại khổ
cô qua nào, cắt cô qua nhiều thịt ha. Chắc mua khẩn nướng giả sứ à? Mua khẩn nướng giả sứ à? Mua là sáng sớm rồi. Có gì là bà? Ừ. Ừ. Chí là? Yo, hãy mới chuẩn bị họ chưa là? Thôi thôi. Thôi thôi. Thôi thôi á. Thái hậu chưa là? Chào khách hàng này á, trên mâm cơm á, toàn là món Việt Nam hết luôn đó cả nhà. Lại còn là một chén nước mắm tỏi ớt đi chấm nữa chứ, đúng bại luôn. Ba mẹ chồng em ăn quen rồi á, nên là bây giờ em nấu món Việt hay là món Trung hay là bất cứ kiểu gì ông bà cũng rất là bình thường luôn, ăn rất là ngon. Có nhiều người bảo á, sao không thấy ba mẹ chồng em ăn cơm mà không thấy khen hay là chê gì hết trơn á. Nên là không biết em nấu có ngon thiệt không thế này thế kia. Nói thiệt chứ khen ngày đầu ngày hai còn được, chứ không lẽ một năm mà ngày nào cũng khen thì nó cũng hơi mệt đúng không cả nhà. Nghe nó cũng hơi giả tạo ấy. Không lẽ ngày nào bưng mâm lên cũng hôm nay con dâu nấu thế này nó kia ngon quá, nghe nó hơi giả trân ấy. Em cũng không có thích như vậy đâu, cứ tự nhiên thoải mái là được. Còn cái kiểu mà ngon hay không á thì chỉ cần nhìn vào cái cách mà ông bà ăn với lại thưởng thức những cái món mẹ em nấu á là đủ biết rồi. Ví dụ mà không ngon á thì không ai ăn mà 2-3 tô một lần đâu. Cũng không có phải là ngày nào em nấu món gì ông bà cũng ok hết đâu. Nếu mà nấu không ngon một lần thôi, người ta ăn một lần thôi, cố gắng là thêm lần hai thôi là người ta không bao giờ ăn đến món mình nấu nữa. Em cũng không phải là tự khen mình nấu ăn giỏi hay là ngon gì đâu. Nói chung là nấu mà vừa khẩu vị với ba mẹ chồng á, ba mẹ chồng cũng thích những món em nấu á, vậy là em cũng đủ vui với là hạnh phúc lắm rồi. Chứ mình nấu lên mà không ai thèm ăn á thì lúc đó mới tủi thân á. Với lại một năm qua làm dâu á thì em cũng cảm thấy là em thành công ở một chuyện là có thể chinh phục được cái dạ dày bao tử của ba mẹ chồng em. Từ đó là thấy gia đình nó kiểu hòa thuận với lại gắn kết hơn rất là nhiều. Lúc trước thì mỗi lần ăn á là ba mẹ chồng toàn bưng tô mỗi người một góc ở ngoài á, chứ không có vào nhà ngồi ăn bao giờ hết trơn á. Ông một góc, bà một góc, cứ ở trước cổng nhà người này không thì nhà cổng nhà người kia. Còn bây giờ á, mỗi bữa ăn á, gia đình đều ngồi chung một mâm, đều quây quần chung một mâm như thế này nè. Cảm giác ấm cúng với lại vui vẻ hơn rất là nhiều luôn. Em với Ginh cũng thích ngồi ăn chung với ông bà nữa. Kiểu nhà có mấy người à mà mỗi người một góc á, thì thấy nó lẻ loi lắm. Quý.
ăn bao nhiêu đó thì bữa ăn hôm nay cũng toàn là đồ ăn ở vườn nhà là nhiều á, khổ qua nè, rau lang nè, nhưng mà cũng rất là ngon á cả nhà, thanh đạm mà lại ngon nữa. Ăn rất là vô cơm luôn, em ăn hết một tô luôn á, no quá chừng luôn, ăn không nổi cái khổ qua còn lại á, nên là mẹ chồng em ăn giúp luôn. Ông ba chồng em thì có vẻ thích cái món rau lang xào tỏi quá chừng luôn nè, ông ăn hết luôn á cả nhà. Em bảo không mấy mai mốt á, trời mà nó hết mưa, đất nó đỡ sình hơn á, thì em sẽ ra ruộng em hái thêm một ít đọt. Tại ông ba chồng em không có biết là em sẽ xào tỏi á, nên là ông hái lá hơi nhiều hơn là ngọn. Em dặn rồi, bữa sau mà có ra ruộng hái á là sẽ đưa em đi theo, em ra em hái cho. Về em sẽ xào thêm cho anh. Trời ơi, ghiền luôn mà.